cách làm chân gà sốt Thái ngon bất bại, chiều lòng từ những bạn khó tính nhất của Út nè. Mua chân gà về mình gút xương ra thế này, vì chồng Út gan yếu không ăn được xương nên Út chỉ gút ra một phần trên thôi, còn ba cái móng chân để Út để cạp nè. Ở đây có ai chưa biết cách gút xương chân gà thì vào xem Út vừa làm nha. Gút xong rồi mình chặt đôi ra rồi bóp chanh với muối cho chân gà sạch thơm. Tới mình luộc chân gà trong 15 phút, mọi người nhớ bỏ thêm sả và gừng vào cho chân gà thơm nha. Luộc xong vớt ra thau nước đá để 20 phút cho chân gà giòn hơn. Bây giờ mình đi gọt xoài và sắc hạt vừa ăn để lát trộn chung với chân gà nè. Mấy bạn có thể thay xoài bằng cốc hay ổi gì cũng được nha. Bây giờ tới phần quan trọng nhất rồi nè, nước sốt chân gà thần thánh của cô Út Bạc Liêu. Công thức của Út là 6 muỗng nước mắm, 6 muỗng đường, 6 muỗng nước cốt me, nửa thìa bột ớt, 6 muỗng tương ớt rồi khuấy đều lên nha. Mọi người nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của mọi người là được. Út thì ăn hơi cay nên bỏ hơi nhiều ớt á mọi người. Bạn nào không ăn được ớt thì cứ gia giảm thêm lượng ớt theo vừa ý của mọi người nha. Rồi giờ mình phi hành tỏi thơm lên rồi đổ nước sốt vào thắng lại cho sạch lại là được. Mọi người có nghe mùi hành tỏi thơm ơi là thơm không? Đó, bây giờ mình đổ nước sốt vào, nhìn cái màu nước sốt ngon nè, sệt ơi là sệt luôn. Út là Út thơm nước lỗ mũi luôn rồi đó. Bây giờ đổ hết chân gà và xoài ban nãy vào cái chảo to to cho dễ trộn. Mình thêm ít sả và ớt cắt mỏng nha, và thêm vài trái tắc thái mỏng. Bây giờ mình đổ nước sốt khi nãy lên rồi trộn đều hết cho thấm gia vị, xong rồi mình đậy vào cách ngăn bằng ngăn mát 2 tiếng là được. Út chúc mọi người thành công nha.